chào các bạn. Hôm nay mời các bạn hãy cùng gia đình KVN đến tham quan và tìm hiểu cuộc sống thường ngày tại làng Phong Quy Hòa các bạn nhé. Và đây là cung đường mà gia đình mình đang di chuyển từ quốc lộ 1 quẹo vào trại Phong Quy Hòa khoảng 2 km. Trại Phong Quy Hòa cách thành phố Quy Nhơn khoảng 3 km nha các bạn. Con đường mà chúng ta đang di chuyển đây là có tên là con đường Chế Lan Viên. Bên phải của chúng ta là cái lối ra khi tham quan xong, còn bây giờ chúng ta vào cái lối vào cổng chính. Còn đây là khu vực bán vé để vào tham quan các bạn. Em cho chị hỏi, ở đây là mình tham quan, là mình tham quan gì em hả? Dạ, ở trong đây bãi biển, du lịch bãi biển dưới đây là chị. À, đi vô trong này bãi biển dưới đây hả? Bãi tắm là dưới đây. Đúng rồi. Rồi mộ hai mặt tử. Giá vé là như thế nào em hả? 2 người 1 xe 12 ngàn đúng không? Rồi đến như này đã tiếp 10 ngàn. Cảm ơn. Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa. Đây là cái bản ghi ơn của những bệnh nhân bệnh phong đối với nhà nước và với những nhà nghiên cứu y bác sĩ. Trước mặt các bạn là cái bệnh viện. Bây giờ chúng ta quẹo trái để đi thăm ngôi mộ của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Đây là lối vào của ngôi mộ. Quá trời mộ còn những người này. Đây là cái bản mà công trình xây dựng cái ngôi mộ này được tài trợ bởi ông Trần Thiện Thanh. Và đây là ngôi mộ của Hàn Mặc Tử. Ông sinh năm 1912 và mất năm 1940. Sau khi tham quan ngôi mộ của nhà thơ Hàn Mặc Tử xong thì bây giờ gia đình mình sẽ di chuyển xuống bãi biển Quy Hòa. Và đây là toàn cảnh của bãi biển Quy Hòa và hướng này nhìn về hướng trung tâm thành phố Quy Nhơn. Còn đây là cái khu vực vườn tượng danh y các bạn, với gần hơn 30 trụ tượng cao khoảng 2 m nằm trong cái khu rừng Phi Lao. Và trên mỗi cái trụ này thì có mỗi cái tượng danh y học nổi tiếng và có ghi chú thích rất là rõ ràng. Còn đây là cái bản giới thiệu vườn tượng danh nhân y học. Bây giờ mình sẽ đi bộ một vòng khu vực trung tâm của vườn tượng danh nhân y học nhé. Đây là thông tin ngày khởi công và ngày khánh thành của vườn tượng danh nhân y học.
đây là cái tượng mà nói về cái nỗi đau khổ của người mắc bệnh phong sẽ đi vào dĩ vãng các bạn. Sản xuất nước uống đóng chai vui sừng thư của Hồ Chủ tịch gửi ngành y tế. Chúa nè, cái từ Chúa nè, thư viện thăng sinh sai Đức Mẹ, đây là thư viện. Dọc khu vực bãi biển này thì cũng có những cái chiếc thuyền đánh bắt cá gần bờ các bạn, dành cho những người dân sống ở đồng hồ này. Ở cuối đường có tượng Đức Mẹ Maria. Theo gia đình mình tìm hiểu thì tổng diện tích một cái khu trại phong Quy Hòa này lên đến hơn 60 hecta và có tổng cộng là hơn 200 ngôi nhà dành cho những bệnh nhân bị phong bệnh cư ở lại đây. Còn các kiến trúc mà ở trên dọc trên những con đường này là hầu như là kiến trúc ở thời Pháp các bạn. Phía bên trái mình là dãy nhà lưu niệm của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Giờ mình sẽ dạo xuống một vòng dưới này rồi sau đó quay lại vào bên trong để tham quan nhé. Đây là thông tin mà Hàn Mặc Tử đến chữa bệnh và ngày mất của Hàn Mặc Tử. Đây là những bài thơ rất là nổi tiếng của Hàn Mặc Tử các bạn. Còn đây là hình của Hàn Mặc Tử nha các bạn. Còn đây là những cái hình ảnh mà nói về năm 1929, linh mục và người Pháp đến đây và phát hiện ra khu vực này nha các bạn. Còn đây là chiếc giường mà Hàn Mặc Tử nằm ở đây mất rồi các bạn. Đây là hình ảnh của Hàn Mặc Tử. Và còn đây là những dòng chữ cuối cùng mà nhà thơ Hàn Mặc Tử có khả năng ghi lại. Còn đây là cái bảng thông tin mà tóm tắt về đôi nét tiểu sử của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Phúc hợp mà họ vừa ở vừa trị liệu vừa làm sống luôn, sống luôn, tạo ra nghề luôn. Nhà máy sát gạo của bệnh nhân. Có nhà đẹp quá. Thiệt quá, sang mấy cái kiến trúc ở đây quá hả? Ra cổng chợ bị sáng lập trại phong Quy Hòa, linh mục ở linh mục. Khu vực này là bệnh viện, gồm có các phòng của bệnh nhân đang nằm trị liệu. Những cái sạp nhỏ nhỏ này là dành cho những cái người dân mà họ lưu trú ở đây, họ mua bán đó các bạn. Mình thấy cái khu vực trại phong Quy Hòa này khá là hay, giống như một cái khu phức hợp, có đầy đủ mọi thứ. Từ cái bán buôn ăn uống cho tới dịch vụ vui chơi giải trí, cái gì cũng có hết các bạn. Ngày xưa thì trại phong Quy Hòa chỉ là nơi mà dành cho những bệnh nhân bị phong họ đến họ trị liệu và lưu trú, nhưng hiện nay đây cũng là một trong những điểm đến mà rất là thu hút khách tham quan du lịch.
đến tham quan trại Phong Quy Hòa các bạn nên đi xe máy nhé. Nếu mà các bạn đi xe máy thì thuận tiện cho việc đi vào trong những con đường nhỏ này để tham quan những cái kiến trúc, những cái ngôi nhà mà ngày xưa thời Pháp họ đã xây, tới bây giờ nhìn vẫn đẹp và rất là lạ. Và đặc biệt là người dân họ sống ở khu vực xung quanh ở đây họ rất là hòa đồng và vui vẻ. Và đây là đoạn đường cổng ra của trại Phong Quy Hòa. Như vậy là các bạn và gia đình KVN cũng đã tham quan và trải nghiệm hết cái môi trường sống của trại Phong Quy Hòa rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video KVN và đừng quên nhấn nút subscribe và nút chuông bên phải để luôn nhận được thông báo khi KVN đăng video nhé các bạn. Cảm ơn các bạn.